Thôi vô đi. Thắng đẹp trai ơi. Trời ơi, quá đẹp trai luôn á. Sao mà cái nét đẹp này nghiêng nước nghiêng thành dữ vậy trời. Nghe cái màu là biết nhờ giả rồi đúng không? Không phải nhờ, hỏi ý thôi. Gì? Chuyện á là nhà chị dưới quê có cho chị mấy con ớt. Mà giờ chị muốn làm một cái món gì đó mà nó mới lạ, phải ngon. Thì bây giờ mình ăn những món đơn giản thôi nè. Ớt xào lăng nè, ớt chiên bơ nè. Bén mồi, quá bén mồi luôn. Nếu như làm các món đó thì chị đâu cần hỏi ý em. Cái gì chị muốn sao? Cái anh đầu bếp sáng tạo. Đúng rồi, em đang có một ít lá giang. Mà lá giang thực sự ra là người ta nấu với gà, đúng không? Ừ. Hôm nay mình chơi khó ở một bữa đi. Ớt nấu với lá giang. Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với gian bếp của Món Ngon Cuối Tuần. Và với khung giờ quen thuộc là thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 lúc 11:50. Và hôm nay người sẽ cùng đồng hành với Ryan trong gian bếp của Món Ngon Cuối Tuần không ai khác đó là diễn viên Bá Thắng. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Và ngày hôm nay em lại mang đến gian bếp này một cái món hương đồng gió nội, món ớt đó. Đề bài đơn giản ghê gớm không? Rất là đơn giản. Đối với nguyên liệu ớt, với Món Ngon Cuối Tuần thì không gì là không thể. Nhưng mà hôm nay thì bà chị hàng xóm, bà xem chương trình đó anh. Bà kia chứ, cái ông đầu bếp nhà em cũng giỏi quá. Nhưng mà bây giờ chị có một lời thách đố đó. Chị có món ớt, em mang đến đi, xem thì anh nấu món gì. Và để đáp ứng được nhu cầu của chị hàng xóm bạn Thắng, thì hôm nay Ryan gửi đến quý vị một món ăn cũng rất là quen thuộc. Đó là món lẩu ếch lá giang. Thường thường lá giang sẽ là nấu với gà. Ớt thì thường thường mình ăn cà ri, ăn đậm đà, ăn với chiên bơ rồi mình chấm tương cà rồi ha. Mà lá giang thì vị chua nên mình kết hợp sao anh? Và mình cũng sẽ kết hợp vị chua của lá giang với cà chua và một số loại rau khác như là ngò gai nè, xả nè, rồi rau om. Và thịt ếch thì chúng ta sẽ chiên lên trước để cho nó săn, sau đó chúng ta sẽ cho vào chúng ta nấu lẩu ăn kèm. Thôi không làm mất thời gian của Thắng và quý vị nữa, rồi anh bắt tay vào làm việc. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn vào trong nồi. Bây giờ dầu nóng rồi. Mình sẽ cho gừng, tỏi, hành tím. Rồi mình đảo nhanh. Rồi chúng ta có hành tây, xả. Rồi mình đảo đều. Tiếp theo mình sẽ cho ớt sừng, một trái thiểm. Nếu như không ăn cay thì quý vị có thể bỏ cái phần ớt thiểm đỏ ra nha. Xào khoảng 2 phút cho cái phần cà chua nó được mềm và nó ra màu. Mùi rất là thơm nha. Đó. Ủa anh bỏ gừng vào để làm gì anh? Mình muốn kết hợp cái vị gừng và vị xả để nó tạo nên cái hương thơm dễ chịu hơn cho chúng ta thưởng thức. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần nước dùng xương heo vào. Nếu như lẩu này quý vị có nước dừa tươi, chúng ta có thể cho thêm nước dừa tươi nha, để cho nước lẩu nó thanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho cái phần nước lẩu này sôi lên. Trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ xào cái phần thịt ếch, cho vào đây một ít dầu ăn. Rồi, sau khi chảo nóng chúng ta sẽ cho thịt ếch vào. Rồi mình sẽ cho vào một ít màu điều. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần nấm rơm vào. Rồi mình xào cái phần hỗn hợp này khoảng 2 phút quý vị nha. Sau khi xào xong phần nước này sôi, chúng ta sẽ cho thịt ếch và nấm rơm vào bên trong nồi nước lẩu. Và rồi mình sẽ cho vào đây một ít nước mắm để tạo độ thơm. Rồi mình sẽ rắc vào một ít tiêu. Rất là thơm. Đó, bây giờ Thắng đứng đây Thắng cảm nhận được cái hương vị rất là tuyệt vời rồi nha cả nhà. Nước đã sôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho một ít lá vang vào trước. Khi cho vào thì chúng ta sẽ bóp nát sơ để nó ra cái độ chua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần thịt ếch và nấm vào. Rất là hấp dẫn nha. Tiếp theo chúng ta tiếp tục cho một ít lá giang lên tiếp. Lúc này Ryan sẽ nêm vào một ít tương ớt. Chúng ta sẽ cho nêm hạt nêm, chúng ta có đường. Và cái đường này chúng ta sẽ cân đối theo cái tỷ lệ lá giang chúng ta cho vào quý vị ha. Nếu như quý vị thấy chua nhiều chúng ta sẽ nêm đường cho sao cho hợp khẩu vị của mình.
mình cho một ít muối. Và bây giờ thịt ếch của chúng ta hầu như đã chín khoảng 95% rồi. Chúng ta sẽ nấu cái phần nước lẩu này khoảng chừng 7 đến 8 phút nữa là chúng ta thưởng thức. Thắng nghĩ rằng là rất là dễ để cho chúng ta có một món ngon trong gia đình chúng ta. Và bây giờ nồi lẩu của chúng ta đã chín 98% rồi quý vị. Chúng ta chuẩn bị ra món và thưởng thức. Lẩu ếch đồng lá giang là một món ăn quen thuộc nhưng với chút biến tấu trong cách chế biến từ đầu bếp món ngon cuối tuần. Món ăn này sẽ giúp cho buổi họp mặt cuối tuần của gia đình thêm thú vị. Hương thơm đặc trưng từ lá giang cùng nước lẩu chua thanh, ăn kèm cùng các loại rau nấm, mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho các thành viên trong gia đình. Lẩu ếch đồng lá giang hy vọng sẽ trở thành sự lựa chọn của quý khán giả vào cuối tuần để đãi người thân và bạn bè nhé. Thơm phức luôn. Bây giờ mình mời Thắng. Thì món này chúng ta sẽ ăn kèm với lại một ít rau nhút, rau muống và bắp chuối nữa. Nhưng mà trước khi nhúng rau em sẽ nếm thử cái nước ha. Dạ. Rồi. Chua vừa phải. Thông thường thì cái này cái vị chua này thì là ai muốn ăn chua nhiều hay chua ít thì cứ bỏ lá giang vào thêm. Em nhấn mạnh lại là nó không bị tanh nha mọi người. Ở đây không ngửi được cái mùi ớt. Rất là ngon, rất là dễ ăn. Và với món lẩu ếch lá giang này sẽ thích hợp và chúng ta thưởng thức vào những ngày thời tiết se lạnh hoặc là những ngày mát mẻ đó quý vị. Và chúng ta làm cho gia đình của mình ăn, sau đó mọi người ngồi quây quần với nhau cùng thưởng thức thì rất là ấm cúng. Em nghĩ là nhất là những bữa mà trời mưa đó, trời ơi cái này thì tuyệt vời ở mặt trời mọi người ạ. Húp miếng nước lẩu nóng nè, rồi cộng với những cái hương vị hương đồng gió nội lên nữa thì tuyệt vời luôn. Một chén nước mắm đầy ớt xì ớt hiểm như thế này quá đã luôn. Đó, hoa chuối nè, rau muống nè, rau nhút nè, lá giang hòa quyện lại với nhau. Món ăn này Ryan kết hợp thêm cái tỏi phi và quý vị có thể là cho thêm tóp mỡ nha quý vị, bởi vì cái mùi tóp mỡ và tỏi phi cái hậu của cái khứu giác nó sẽ được đánh thức rất là nhiều và nó làm cho chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn, và bởi vì cái mùi vị nó rất là thơm. Ớt sau khi mình chiên xong thì nó săn lại á, nó không bị bở ha. Lý do là xào riêng cái ếch để cho khi chúng ta ăn chúng ta cảm nhận được cái độ giòn của cái thịt ếch rất là ngon thưa quý vị. Và ngày hôm nay em đã giải đáp được cái lời thách đố của bà chị hàng xóm nha em. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, quý vị hãy vào ngay gian bếp của mình và cùng ghi lại những công thức nguyên liệu mà chương trình đã hướng dẫn. Chúng ta cùng đi chợ và hãy làm món lẩu ếch lá giang này quý vị nha. Và một lần nữa thì Thắng xin cảm ơn anh rất là nhiều đã mang đến một cái món ngon thật là tuyệt vời như thế này. Dạ quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Món Ngon Cuối Tuần được phát sóng vào khung giờ 11:50 vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Ba Thắng và Ryan xin chào và hẹn gặp lại.